cha tôi lìa xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con vừa vừa biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trong đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày cha tôi về trong mưa. Bỗng một ngày cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từ ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi. Con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trong đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Bỗng một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru rưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con,
cha bỏ con trên đời con không còn thấy cha. Thank you.
còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Vážená smútiaca rodina, vážení smutoční hostia, dnes sme sa zišli na tomto krásnom pietnom mieste, aby sme odprevadili na poslednej ceste pána Lu Dan Tiena. Keďže pán Tien pochádzal z Vietnamu, dovolte, aby som odovzdala slovo a mohol prebehnúť vietnamský obrad. Thank you.
Yeah.
chúng con ngày một sanh thêm
là khi ấy mất cha và sức khỏe ngày thêm càng kiệt. Ôi những tưởng trong năm tròn tuổi thọ, nào ngờ đâu một phút phân kỳ đau đớn lòng con trẻ biệt ly. Sao nhãn lãng bày còn ngày sớm họp mơ, con mất cha rồi muôn thuở chẳng đoàn duyên. Cha xa con nào đặng ngồi yên, vợ thiếu nữ kiền thành dân cơm lên ăn, chắp tay bái vong linh hai ba cấp phó hương linh
Bye.
Chúng ta đều mất đi cái gì, những tổn thất không gì bù đắp được, và tổn thất đó để lại cho gia đình, cho họ
từ xa, ngày ngày vẫn ngon ngọt đi cầu. Anh bỏ lại tất cả những tâm tư, tình cảm, những thành quả lao động mà suốt cả cuộc đời anh đã bỏ công, bỏ sức cùng vợ con xây dựng. Một chuyến đi không có ngày về. Anh ra đi mà trong xa phó vẫn còn phải giữ từ tưởng dương đạo sống. Chúng tôi ra biển và hội tàng. Anh đưa lên biển sinh ngày 20 tháng 6 năm 1960 tại Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình, trong một gia đình giáo viên. Anh là anh cả trong gia đình có 5 anh em. Tốt nghiệp cấp 3 năm 1979, anh đã nhập ngũ và giải ngũ năm 1983. Sau đó anh đã công tác tại công ty vận tải Hà Nam Ninh năm 1986. Anh kết duyên cùng chị Triệu Thị Liễu và họ đã đầu lòng ai ạ cầu Nga Bích Hồng từ nữ trưởng bà Hồng Nhung. Năm 1988, vì nhu cầu mưu sinh cuộc sống, anh đã để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ ở quê nhà để lên đường sang Việt Bắc cũ đi lao động. Anh đã đi đất Bratislava và xây dựng cơ nghiệp ở đây kể từ ngày đấy. Rồi anh đón chị và hai con bé sang. Họ có thêm đứa con trai Pháp Triệu. Các con anh đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và thành đạt trong cuộc sống. Anh đã lên chức ông ngoại và đứa cháu. Cuộc sống gia đình của mình tại đất sở Hoa Kia. Năm 2017, bác sĩ phát hiện ra bệnh của nó. Hai năm chinh bị bệnh tật hành hạ, nhưng anh kiên cường chống chọi, như anh đã tự chống chọi với bao sông bão trong cuộc đời. Sau căn bệnh hiểm, đã mạnh hơn ý chí của anh, và nó đã mãi mãi không cho anh quay về chúng ta nữa. Anh đã ra đi vào hồi 12:45 ngày 6/6/2019 trong vòng tay người vợ tận tụy bao dung và những đứa con mà anh đầu tiên. Chúng ta ở đây để tiễn biệt một người đàn ông giàu tình cảm, hòa nhã và nhân hậu với đồng loại. Một người đàn ông lãng tử đã dám xem cuộc đời như một cuộc chơi. Một người đàn ông giàu nghị lực, can đảm chống chọi với những sóng gió của cuộc đời. Và dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng thể hiện những cái thiện nghĩa và giàu lòng nhân ái, khiêm nhường và sẵn sàng chia sẻ cùng mọi người. Hình ảnh anh kiến trong mắt chúng ta là như vậy, và sự có mặt đông đảo của bà con hôm nay để tìm ra anh cũng là một minh chứng cho việc anh đã sống với mọi người trên cõi trần gian này như thế nào. Khi những lời này cho phép tôi nói những cái điều ngoài cái bài tiểu văn này, có một lần tôi về Việt Nam, tôi đã gặp một người và anh ơi, anh sang đây cho em gửi lời cảm ơn anh chị và cảm ơn sai. Em có một thời gian ở cùng anh chị và lúc em bị trục xuất về, anh Tiến biết được, anh Tiến đã gọi điện cho em. Và lúc em xuống sân bay một vài, có một người ra đưa vào tay em 3 triệu đồng và cầm lấy những chuyện mà đi về quê để em hỏi tiền từ đâu và tiền đấy là của anh Tiến. Anh Tiến biết được tin đấy, đã tìm tòi kiến thức và dặn người ở nhà chờ đón ở sân bay để đưa cho những người kém may mắn bị cổ thương những khoản tiền người ta có được. Một cái chuyện đã nói ra, anh tin anh đã sống với mọi người chúng ta như thế nào. Chúng ta ở đây để tiến biệt anh Tiến, kết thúc hành trình đẹp nhất trên trận đấy. Cuộc hành trình tuy ngắn nhưng nó rất phong phú như chính bản thân anh. Trong đó những giá trị nhân loại luôn như chị. Chúng ta ở đây lúc này để kinh nghiệm và cầu nguyện anh tiếp tục sức trên những cung đường và thanh thang đấy mà anh muốn bước đi. Dù với người bạn thế gian này
từ nay sẽ lưu niệm bằng hình bóng một con người nhân ái và vui vẻ hoàn cảnh ngay. Chúng ta biết rằng những hồn anh kiệt vẫn đang hiện diện đâu đó nơi đây, đang theo dõi, đang dõi theo chúng ta, vẫn bằng ánh mắt và nụ cười thì nó là trong nỗi đau những mắt vô tận, có lẽ một tia chiếu yêu ớt gáy mỏ đầu tiên cho gia đình là trong cuộc đời nắm được trong những thăng trầm của mình. Anh Tiến đã làm tất cả những gì có thể làm được để gia đình có một tương lai tốt hơn. Anh đã luôn hết lòng vì bạn bè, anh cũng đã tha thứ cho những kẻ coi mình là bị hại. Trong giờ phút đau thương này, không có lời nào có thể xua đi nỗi đau chúng ta mất mát này. Các con anh muốn anh nói với anh vài lời ngắn ngủi. Bố ơi, những năm tháng đi bỏ và bị bệnh tật hành hạ đã kết thúc. Chúng con mệt mỏi, nhưng cơ bản nhất là rất buồn vì chúng con cùng mẹ đã không giữ được bố lại trên cõi trần gian này. Thân đời này hơn tất cả chúng ta. Bây giờ bố đã hết đau rồi và chúng con phải đến cho bố đi. Chúng con yêu bố lắm. Và bố hãy ở luôn nhìn mẹ chúng con mà mẹ muốn nghe. Xin toàn thể gia đình cùng bảo vệ chúng ta kính cận như mình trước những thứ của anh và cầu mong thương hồn anh sớm được siêu thoát. Anh Tiến không còn với chúng ta nữa, nhưng những ký ức vẫn ở lại. Anh ra đi khỏi trần gian này, nhưng những gì anh để lại sẽ vẫn tiếp tục. Anh Tiến luôn ở lại trong những người lực và trái tim của chúng ta. Nếu được chia tay một lần, chúng ta đều muốn nói cùng anh lúc này. Anh Tiến ơi, mọi người chúng tôi rất yêu mến anh và sẽ luôn nhớ về anh. Anh Tiến ơi, mạnh đất quê mẹ sẽ ra rồi cánh tay đón anh về. Chị và các con của anh sẽ đưa anh về đất này. Giờ phút chia tay đã đến. Tôi xin mời tất cả chúng ta có mặt ở đây đứng lên một chút nào đó nữa.
Anh Tiến ơi, anh Tiến ơi, anh Tiến ơi, tha nôi giây phút chia xa, trời ơi trời, đau xót quá đi thôi. Biết tin anh đã đi rồi, nén lòng không được, rã rời chân tay. Xác anh nằm đó có hay, vỡ cao con thẹn, tỏ bày tiếc thương. Sao anh không nở vấn vương, anh em ruột thịt muốn nhường sẻ chia. Công sinh dưỡng dục còn kia, cớ sao anh lại xa lìa bỏ đi. 60 mới dựa hội thi, ván cờ mất pháo. Thôi tùy ý anh. Sáu mươi không phải tóc xanh, 60 anh đã trở thành cổ xưa. Trần gian nay bẩm lại thưa, tới nơi phách lạc anh vừa bước qua, hãy như một vì sao xa, tình thân nén chặt mãi là kim cương. Trần gian buồn lắm vì thương, từ nay gối lệ nệm dừa vắng anh. Các con lớn đã trưởng thành, muốn đền báo hiếu thì anh đi rồi. Lạy cầu Đức Phật Chúa tôi, lạy cầu các đấng ngự ngồi trên cao, hồn anh thắp một vì sao nhiệm màu cháy rực tuôn trào long lanh. Nhìn lên cao vút mây xanh, ngôi sao lấp lánh là anh hiện về. Quang Thượng thay mặt cho tất cả anh em bà con bạn bè thân hữu xin vĩnh biệt anh Lưu Danh Tiến, xin vĩnh biệt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn, còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa. Con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho